Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở video này. Thì đợt rồi mình sử dụng máy 830DN, máy in màu của dòng Ricoh. Thì có một đợt nó bị cái tình trạng lỗi SC55203. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ cái video này để khắc phục cái tình trạng này. Nếu các bạn nào gặp trường hợp như mình thì cũng có thể áp dụng theo cái phương pháp của mình nha. Rồi, khi nói về nguyên nhân của lỗi 55203 trên máy Ricoh 830DN thì đây là lỗi do cái bao lụa, nhiệt độ của bao lụa không đảm bảo, nó gây hiện tượng bị lạnh. Được rồi, các bạn biết là cái thời tiết ở Phan Thiết có những đợt buổi sáng rất khá là lạnh, và khi mà mình đi về đó mình cúp hết cái nguồn điện của máy 830DN luôn, thì khi mà bật lên thì nó báo cái tình trạng đó. Thì đó là cái nguyên nhân chủ yếu là do cái bao lụa nó không đủ nhiệt độ thì nó sẽ báo cái lỗi đó. Thì thông thường những cái bạn nào mà đang sử dụng máy ở cái vùng nhiệt độ như lạnh, ví dụ ở trong Nam thì có như cái những cái nhiệt độ như Đà Lạt, còn ngoài Bắc thì đối với thời tiết mà lạnh thì mình nghĩ nó sẽ gây ra cái hiện tượng này. Và có một đợt thì mình nhớ là có một bạn nào đã hỏi mình về cái lỗi này rồi, nhưng mà mình chưa có gặp được cái tình trạng này nên mình cũng chưa có chia sẻ cho tất cả các bạn về cách xử lý thế nào. Nói về cách khắc phục để mình hạn chế được cái lỗi đó, thì tất nhiên về thứ nhất thì mình nghĩ khi mà đối với ở cái nhiệt độ lạnh á, ở với cái nhiệt độ lạnh thì chúng ta nên để cái nguồn điện cho cái máy luôn. Tức là khi đó mình tắt máy rồi nhưng mà mình không có sập cái CB của cái ống hấp xuống. Tại vì khi mình tắt máy rồi thì trong đó cái bộ phận main đồ nó vẫn còn một phần nó hoạt động nha. Một phần nó hoạt động, nó vẫn còn điện nó hoạt động, thì mình nghĩ nó sẽ hiệu quả hơn. Tại đợt kia rồi đó thì mình về đó, như nãy mình nói là mình có cúp cái CB nguồn điện luôn. Nên do khi mà gặp thời tiết lạnh thì sáng lên báo nó báo bị lỗi. Thì các bạn cũng biết là ở trong đây nè, ở trong cái máy mình đây là cái bộ phận sấy của 830DN ha. Thì đây mình sẽ rút cái bộ phận sấy này ra. Đây là cái bộ phận sấy của 830DN, mình gỡ hai cái này là mình rút ra. Mình rút ra thế này ha. Thì ở phía trong đây nè, các bạn sẽ thấy đây nè, cái phần của bao lụa thì nằm đây, còn cái phần của lu lỗ sấy thì nằm ở đây ha. Thì do cái nhiệt độ của cái bao lụa này nó không có được đảm bảo, nên là khi mà bật máy lên nó dò cái nhiệt độ mà nó không có đúng nhiệt độ thì nó sẽ báo lỗi đó. Thì đây là cái vị trí của mà nguyên nhân gây ra lỗi 55203 trên máy Ricoh 830DN ha. Rồi, đó là mình nghĩ cách mình để mình hạn chế cái lỗi đó, thì mình nên để cái nguồn điện tắt máy xong nhưng mà chúng ta không rút máy ra khỏi nguồn điện, thì nó sẽ có những cái chế độ chờ để cho máy nó vẫn luôn giữ ở nhiệt độ cho cái bao lụa đó. Còn thứ hai, khi mà các bạn gặp cái lỗi đó ha, thì các bạn sẽ nhấn cái nút Simprint nè ha, các bạn nhấn nút Simprint với lại nút Home như thế này. Đó, thì nó sẽ vào trong cái phần của cái phần cài đặt máy. Sau đó chúng ta tắt máy và chúng ta mở máy. Rồi, đó là nguyên nhân và cái cách xử lý mà mình đã từng trải qua, mình đã từng gặp và mình đã xử lý cái lỗi đó như thế bằng hai cái phương cách. Thứ nhất là đối với thời tiết lạnh, đối với mình ở nhà ở trong đây thời tiết lạnh thì mình nên để ở chế độ nguồn điện. Khi mà tắt máy mình vẫn để ở chế độ nguồn điện. Thứ hai là khi mà bật máy lên thì chúng ta, khi mà báo lỗi đó, chúng ta sẽ vào trong cái chúng ta xóa lệnh, và sau đó chúng ta sẽ nên để máy ở một khoảng thời gian để cho cái máy nó vẫn hoạt động, để cho cái nhiệt độ của bao lụa nó đảm bảo rồi thì chúng ta mình bật máy lên thì nó sẽ không còn báo lụa đó nữa. Rồi, một chút cái kinh nghiệm mà mình chia sẻ cho tất cả các bạn, nếu các bạn nào gặp cái trường hợp này thì có thể xử lý như mình và biết được cái nguyên nhân của nó để chúng ta có cái phương thức chúng ta xử lý tốt hơn. Và đặc biệt là đối với một số các bạn mà đang làm dịch vụ mà ở khu vực ngoài phía Bắc thì cái thời tiết lạnh nó nhiều hơn, thì mình nghĩ các bạn nên biết cách để chúng ta xử lý để cho nó khỏi hạn chế bớt cái lỗi 55203. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp tất cả các bạn ở video sau. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích video này thì các bạn đừng quên bấm like và share để cho mọi người cùng theo dõi. Nếu các bạn nào mới vừa ghé qua kênh Bado Official thì hãy giúp mình đăng ký kênh và để cho kênh này càng phát triển ha. Và các bạn đừng quên nhấn vào biểu tượng quả chuông để khi mình đăng những video mới lên về những cái kinh nghiệm cũng như là những cái lỗi mà mình đã gặp và mình xử lý được, thì mình muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn ở trên kênh Bado Official này. Và một lần nữa xin chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe và
thành công trong công việc. Bye bye.